Chào anh em, hôm nay thì ngày cuối tuần, Cường cũng xin chúc cho anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì ngày hôm nay Cường có một cái clip để chia sẻ anh em, đó là một số sai lầm trong quá trình mình đào tạo và nuôi trồng cây bonsai từ phôi anh em ha. Rồi thì bây giờ là Cường mời anh em xem trực tiếp, Cường sẽ nói một số cái sai lầm cho anh em coi nha. Rồi mời anh em. Coi cái phôi này ha, đây là một cái phôi Cường trồng nó được cỡ 20 ngày. Thì một số anh em là mình sẽ gấp, mình sẽ cắt, hoặc là mình sẽ vô kẽm mình uống những cái này. Thì khoan đã, tại vì anh em nên nhớ một điều là trong cây kiểng của mình á, thì nó có một câu là càng nhanh càng chậm. Tại vì khi đây là một cái phôi mình mới xử lý đế ha, mình bỏ vô cái chậu lớn mình nuôi, thì khi cành nhánh này nó phát triển lên nè, thì anh em nên để nó, để cho nó cỡ 2 tháng thậm chí là 3 tháng luôn cho nó phượt lên. Để làm chi? Rễ cái nhánh này nó phát triển lên thì rễ ở dưới nó mới đi. Rồi mình để trung bình từ 2 tháng đến 3 tháng đó là bắt đầu mình mới lọc chi để mình vô kẽm anh em nha. Anh em nhớ cái điều đầu tiên, sai lầm đầu tiên đó, mình quá gấp. Mình gấp quá đi, cái đầu là mình vô kẽm, thì nếu mà những cái nhánh này mà anh em vô kẽm á thì nó cũng dễ bị đơ chi lắm, tại vì nó chưa lên cám. Anh em coi nè, nó còn rất là xanh. Đây là cái da xanh, anh em thấy không? Đây là một cái da xanh nha, chứ không phải là da lên cám anh em ha. Rồi sai lầm đầu tiên là anh em đừng quá gấp, mà phải từ từ thôi nha anh em nha. Rồi Cường mời anh em qua cây bên này. Đây là cái lô phôi Cường đang nuôi trồng trong cái vườn của Cường nè. Đây như hồi nãy Cường nói anh em là cái nhánh nó còn quá xanh á, thì cái này là cái nhánh đã kéo cám nè. Vụ này là kéo cám rồi nè. Nhánh này là gọi là nhánh đã kéo cám anh em ha. Đây là thấy rõ hơn nè. Đó. Rồi và anh em thấy cái này của Cường không? Đây, đây là Cường đang nuôi thả nè. Nó dài tuốt trên này luôn. Tại vì khi cái chi này nó chưa đủ bự á. Chưa cân đối với cái cốt. Ha, chưa cân đối với cái cốt thì mình phải nuôi thả đó. Mình cắt ít nhất là 2 nhịp. Sau này Cường chỉ cắt vô tới đây thôi. Cắt ngay đây luôn nè. Đầu Cường mồi cái nhánh này ra Cường nuôi tiếp. Đây Cường cắt ở đây rồi Cường mồi cái này ra Cường sẽ nuôi tiếp. Để làm chi? Để cho cái này nó đồng thanh đồng thủ với một cái cây. Đó thì những cái điều này nữa là cái sai lầm thứ hai là anh em để quá nhiều chi. Khi mà mình đã có những cái chi định hình rồi ha, thì từ 6 tháng đến 9 tháng mình đã có những cái chi định hình rồi, thì mình nên tỉa những chi không lấy. Để làm chi? Để cây nó không có bị phân tán dinh dưỡng anh em ha. Mình sẽ bấm hết. Đây Cường sẽ tiến hành lọc chi chỗ này nha. Đó, những cái chi mà nó nằm ở ngoài, những cái chi mình cần thiết là mình sẽ bỏ hết anh em ha. Mình sẽ không để nó nhiều. Đó, như mấy này là Cường sẽ bỏ hết. Mình chỉ giữ những chi mình cần làm thôi, để mình dồn dinh dưỡng cho cái cây. Đó, những cái này mình không lấy nè, mà mình nên cắt bỏ nè. Thì anh em sẽ nuôi cái cây nó lẹ hơn. Đó, sai lầm thứ hai là anh em để quá nhiều chi trên một cái cây. Cuối cùng là cây nó bị phân chia dinh dưỡng ra thì nó lại không tập trung nuôi cành nhánh để cho nó mập anh em ha. Đó. Mấy này là mình nên tỉa tót thường xuyên nha. Đây như chi này là bắt đầu là Cường đã rút nè, mấy mốt Cường sẽ đánh tay nó ra nè. Đó. Rồi Cường sẽ mời anh em coi cây tiếp theo nha. Đây. Đây anh em thấy Cường đã vô kẽm nè, Cường đi tiếp nè. Thì một số anh em nói là tại sao mà cái cây nhỏ mà nó lại cao tiền. Thì xin thưa với anh em là nuôi từ cái phôi chọc lóc ha. Nuôi từ một cái phôi như thế này. Đây nuôi từ cái phôi như thế này để xuống được cành nhánh như thế này thì Cường mất nó gần 1 năm rưỡi. Cây này là đào tạo được 1 năm rưỡi nè anh em ha. Rồi đó, bắt đầu anh em mình mới vô chi mà lọc lá ở trong, thì cái này Cường đã chia sẻ với anh em rồi. Và anh em thêm nhớ một điều nữa là cái mà sai lầm nữa là mình để cỏ rất là nhiều ha. Mình để cỏ nhiều thì cái đây là mình phải nhổ cỏ thường xuyên luôn, tại những cái cỏ này nó sẽ lấy chất dinh dưỡng của cây rất nhiều anh em nha.
mình tiến hành mình nhổ cỏ thường xuyên luôn. Rồi đây sẽ có một số anh em bị dính một cái sai lầm, đó là anh em chơi quá gấp đi. Có nghĩa là chi nào anh em cũng bắt hết, chi nào anh em cũng vô kẽm hết, thì cuối cùng mình làm cho cái cây của mình nó bị rối, và mình sẽ không có chừa đúng những cái chi mà mình cần, thì đâm ra là cái cây của mình nó tùm hết. Đó, như sau này nha, những cái này là Cường đang dưỡng, Cường nuôi nè. Cường chỉ lấy một khúc ở đây thôi, một khúc ở đây, bắt đầu là Cường sẽ tiếp tục đánh chi này ra nữa để nuôi cho cái cửa này nó bự, thì mình nhìn cái cây nó mới có giá trị. Và mình sẽ kéo theo rất là lẹ, tại vì khi mà anh em cắt ngắn vô liền á, anh em vô cái này xong rồi, vô kẽm xong, bắt đầu anh em cắt luôn, cắt luôn, anh em không chừa dược nữa, thì cái cục thẹo này của mình nó khó lành lắm. Đó, tại vì dinh dưỡng nó sẽ đưa lên cái ngọn cao nhất, xong rồi nó sẽ chiền ngược về, nó chiền lại dưới gốc. Đó, thì anh em phải chừa những cái này thì cái thẹo mình nó kéo nó mới lẹ. Đó, anh em để ý cái điều này ha. Rồi, cùng mời anh em đi qua bên này. Đây, anh em coi cây này nha. Đây là cây lá lớn anh em ha. Đây thì cỏ này là Cường sẽ nhổ, thì Cường sẽ nói một cái vấn đề khác nha. Đây anh em thấy Cường dưỡng chi ra, Cường nuôi. Tại vì sao? Tại những cái chi này nó chưa đủ bự. Này nó giống như là cây tăm mà cắm vô cái ông sumo rồi đó. Anh em mà cắt giỏi, anh em làm cây ra không dẫn ra. Nhưng mà mình nhìn cái cây nó kỳ lắm, mình nhìn nó không có đồng thanh đồng thủ với thân cốt anh em ha. Rồi thì tối hôm qua Cường có giao lưu với một vài anh em ở ngoài ngoài Bắc á. Thì đây có một vấn đề anh em lưu ý cực kỳ quan trọng, đó là chất chồng. Thì Cường sẽ nói sơ về cái điều này. Một cái sai lầm nữa là anh em sẽ coi rất là nhiều kênh, sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về chất chồng. Thì đa số là anh em đều có một cái chất chồng chung, trong đó là cái sơ dừa. Thì anh em phải hiểu cái thổ dưỡng ở cái nơi của mình và khí hậu ở cái vùng miền của anh em. Ví dụ như anh em ở Củ Chi như Cường đi, rất là nắng, Cường có thể cho 40 hoặc 50% sơ dừa vẫn được, tại vì nó sẽ khô liền. Còn như anh em ở vùng cao và như anh em ở ngoài Bắc thì nó sẽ có những cái mùa lạnh. Nếu mà anh em nhiều sơ dừa quá, nhiều sơ dừa quá thì tại vì nó sẽ không có thoát nước được và nó giữ nước rất nhiều. Đó, anh em có thể hãm và giảm cái giá trị sơ dừa xuống. Đó, ví dụ như anh em trồng trực tiếp ngoài nắng 100% thì chuyện đó anh em không có sợ. Nhưng mà nếu như anh em trồng ở ngoài hiên, hoặc là mình chỉ có một cái sân thượng hoặc là một cái ban công nhỏ thôi, thì mình càng phải giảm cái lượng sơ dừa xuống. Rồi mình sẽ hạn chế lại cái lượng nước tưới của mình anh em ha. Đó là một cái sai lầm mà Cường nghĩ là rất là quan trọng về cái chất trồng. Tại sao mình trồng cái cây càng ngày nó càng suy là như vậy. Rồi Cường mời anh em qua đây coi tiếp cái này ha. Đây, như cái cây này là đợt trước là Cường có demo cho anh em là xử lý đế đó. Đây, ngày hôm nay nó đã sung rồi nè, anh em thấy không? Đó, Cường để nắng 100% nha anh em nha. Rồi, đây nữa. Như cái này là trước mắt anh em, đây là cây sâm núi. Đây là cái cây sâm núi ha. Rồi anh em nhìn là không có lá, thì cái này không phải là cây chết, mà là Cường đã tiến hành lãi lá toàn cây. Để làm chi? Thứ nhất là những cái lá nó già mình sẽ lãi bỏ. Nếu mà đúng cái mùa để mình làm bông hoặc là làm trái á, thì mình cũng phải lãi lá. Cái thứ hai là mình càng xuyên lãi lá là cái làm cho cái lá nó càng ngày càng nhỏ lại anh em nha. Đó, anh em lưu ý cái chỗ này ha. Rồi, cùng mời anh em tiếp tục. Đây, đây cũng là cây phôi Cường đang nuôi nha. Rồi như anh em thấy ha, đây là cây Cường cũng đang nuôi nha. Cường nhắc lại, một số anh em là nuôi cái chậu rất nhỏ. Đó, như Cường ở đây là Cường không có thả đất được, giống như một số anh em ở miền Tây, thì Cường sẽ lồng thêm một cái chậu dưới đây nữa. Thì cái rễ thoát nước đây nè, nó có cái lỗ thoát nước đó, nó sẽ ăn cái rễ xuống. Đó, này là Cường mới lồng cái chậu vô nè. Đó, sau này cái cây này nó phát triển một cái rồi đó ha, là ngay cái lỗ thoát nước này nó sẽ ăn ra cái chậu mới này nữa. Thì để mình nuôi cho một cái cây nó hoàn thiện, rồi sau đó mình mới rút cái chậu mỏng. Thì một số anh em mắc một cái sai lầm, đó là anh em quá lẹ chơi. Ví dụ một cái cây như vậy là anh em bắt đầu cắt con, cắt con nó cũng ấm tán á, nhưng mà mình nhìn chi cành nó lung tung rối beng với nhau hết,
Rồi sau đó anh em sạc đế mỏng anh em vô chậu luôn. Thì anh em càng lẹ chơi như vậy thì nó lại là càng chậm. Thì cô có một câu nói là càng nhanh càng chậm, trong cây kiểng là càng nhanh càng chậm. Anh em mà cứ từ từ mình làm thôi, mình làm cho nó đúng nguyên cách và mình hiểu được cái cây của mình đang làm thì nó sẽ rất là lẹ, để anh em có thể có tạo tác được một cái cây thật là đẹp để mình chơi. À, không vội rút chậu mỏng nha anh em nha, cây đang nuôi là phải nằm chậu lớn, anh em nên nhớ cái đó. Rồi có một cái sự sai lầm nữa là cần mời anh em đến đây. Có một số anh em thì cứ nói là mình sẽ có siêu mini và một số cây gọi là cắt cắm. Đa số anh em mình cắt cắm vô một cái chậu nhỏ, một cái chậu nhỏ xíu luôn, cái nào mình nói nó là cây siêu mini. Nhưng thưa anh em là không phải như vậy. Như cây linh sam này Cường đang làm cây siêu mini nè, mà Cường nuôi từ hạt ha, và nó bự vậy là 1 năm trời. Rễ nó phải có ở dưới đây nè, nó cứng ngắc cái rễ này nè, nó ăn rễ dưới đây, chứ không phải là mình cắm vô một cái chậu nhỏ rồi đâu là mình ra một cây siêu mini. Không phải, nó có dài cọng lá hay nó không phải là siêu mini anh em ha. Đó, như Cường có mấy cái cây bên đây nè. Để nuôi từ một cái phôi mà ra một cái cây gọi là thành phẩm 90% này là Cường mất 3 năm một cây. 3 năm nha anh em. Thì nó phải mất hết từ 2 năm đến 2 năm rưỡi nằm chậu lớn. Đó rồi cái này Cường rút chậu, vừa rút chậu được có cỡ 4 5 tháng à. Thằng này cũng vậy. Mình phải nuôi chậu lớn rồi mình mới rút chậu siêu mini được. Anh em nên nhớ điều đó, đừng rút quá sớm ha. Rồi. Còn thêm một cái, một số anh em hỏi Cường đó là tại sao cây của anh em nuôi nó bị cháy đầu lá rồi nó không có được tốt lá. Thì Cường có hai điều để nhắc nhở anh em lại, đó là trong clip bón phân Cường có nói là bón phân vừa đủ, bón nhiều quá cây nó bị cháy rễ, lá nó sẽ bị vàng đầu lá và đen đầu lá và nó sẽ bị chết luôn cái chi, chết luôn cái cây. Cái điểm thứ hai là một số anh em mình thương cây, mình ưa xịt dưỡng lá dưỡng rễ, mua về mình pha với nước mình xịt á, thì anh em lưu ý một điều là trời nắng như thế này nè, trời đang nắng như vậy là mình không xịt phun thuốc, mà mình muốn xịt phun thuốc là mình phải ưu tiên vào cái thời điểm không có nắng, hoặc tốt nhất là 5 6 giờ sáng hoặc là 5 6 giờ chiều thì cái cây nó sẽ không bị cháy lá và không bị vàng lá. Anh em lưu ý điểm này, chứ không phải là trời nắng như này mình xịt là bảo đảm với anh em là cái đầu lá nó sẽ bị vàng, nó bị đen luôn, là nó bị cháy á. Nè anh em lưu ý thêm một cái điều đó nữa ha, đó là cái sai lầm tiếp theo của mình anh em ha. Rồi cũng mời anh em coi tiếp, đây là cây sâm hương nha. Đó, này là Cường đã rút chậu rồi, tại vì cành nhánh mình cũng đã nuôi rồi. Đó là sắp tới là mình sẽ demo cái cây này, mình vô kẽ mình làm. Ở như anh em để ý đó là mình cảm giác mình thấy là cái chậu này nó còn thiếu đất nè, Cường phải dừng lên để Cường bỏ vô đây. À, và cây sâm hương thì anh em đôi khi là anh em cũng lạ lẫm với nó, tại sao một số anh em nói cái lá này nó bự quá. Đây nè anh em coi nè, lá này nó bự mà cái lá này có chút xíu à, và lá này còn nhỏ hơn nữa. Đây anh em coi đi, mà trên một cái cây mà nó đủ sai lá luôn. Đó thì riêng hàng sâm hương này là cây zin nha, cây Cường đang quay cho anh em coi là cây zin nha. Có một số anh em sẽ ghép với lá cách, nhưng mà ưu điểm của thằng cây sâm hương này là rút lá rất lẹ. Cường nói ví dụ như lá bự như vậy, Cường chỉ cần cắt cái đầu này thôi, đây cắt như vậy thì lãi lá những cái thằng này nè, lần sau nó ra lá là nhỏ vậy luôn nè. Sâm hương rút lá rất lẹ nha anh em, cắt một đợt là lá này, chuyến sau nó bung ra nó sẽ là lá nhỏ vậy luôn, và thậm chí còn nhỏ hơn nữa nè. Anh em coi nè, những cái nhánh này lá có chút xíu nè, đây trên một cây này, không phải cây ghép nha anh em ha. Đó là đặc tính của cây sâm hương là rút lá rất lẹ, anh em cũng nên lưu ý cái điều này nha. Rồi thằng sâm hương này anh em phải cho nó ăn dinh dưỡng nhiều, tại vì nó thiếu dinh dưỡng rồi nó sẽ bỏ chi đó. Rồi anh em để ý cái đó anh em ha. Rồi rồi đây cũng là một cái phôi, thì anh em sẽ thấy đa số nó là mang chiếu thủy nha. Đây nó một cái phôi, một số anh em là nuôi thẹo á, tại sao nuôi nó lâu quá mà mình không có bích thẹo được,
Đó, tại vì anh em không có cành mồi để nuôi thèo. Giống như nãy bên đầu clip Cường có nói với anh em là phải có một cái hướng cái nhánh ra để mình cho nó dài lên để cho nó kéo những cái thèo này. Cường nói ví dụ như đây là cái thèo này là thèo bự nè, Cường xử lý cái thèo bự, Cường đang che với bạc ha. Nếu như Cường vô cái kẽm này rồi, Cường lấy một cái con này mà Cường cắt gấp, Cường cắt ở đây. Cường bỏ luôn cái nhánh này. Nó thành cây không? Vẫn thành cây. Nhưng cái thẹo này nó sẽ không bít được. Cường sẽ mồi nó ra để Cường dồn dinh dưỡng vô cái nhánh này, tại vì mặt thẹo nó nhiều. Đây Cường cũng mồi ra để Cường nuôi mặt thẹo nó. Đây. Và trên đây cũng vậy. Nó cái cây này giống như giang hồ á, bị chém nhiều nhiều mặt thẹo quá đi, mình phải thả mình nuôi nó nè. Ba nhánh này đang nuôi thẹo. Đó thì anh em nhớ cái điểm này giùm Cường. Tại vì một cái cây mà nếu mà so về cây mini và siêu mini á là phải làm thẹo, thậm chí là lành thẹo trước khi thành phẩm, chứ không phải là thành phẩm xong rồi mới lành thẹo thì nó sẽ lâu hơn anh em ha. Mình sẽ lành thẹo xong rồi hãy làm cây thành phẩm, còn mà để cây thành phẩm rồi đầy đủ chi tàn rồi mà thẹo chưa lành thì nó sẽ rất là lâu cuốn đó. Thì anh em lưu ý thêm cái điểm đó nữa. Và đây Cường có một điều cuối cùng Cường muốn nhắc nhở anh em, đó là khi mình chơi cây cảnh, mình đào tạo một cái cây bonsai, Cường không biết là nó thuộc chủng loại nào và giống nào, nhưng anh em phải nhớ một điều, đó là đừng có luân tuồng, có nghĩa là anh em gặp cái gì anh em cũng lấy hết, anh em cũng mua về cái sân đất, cái sân vườn, đồ sân chơi của mình. Nhưng mà mình thiếu một cái vấn đề, đó là mình chưa hiểu rõ một cái chủng loại. Còn ví dụ như Cường chơi từ năm 2008 đến ngày hôm nay là 12, 13 năm, thì đa số Cường làm 70, 80% là mai chiếu thủy. Thì Cường sẽ hiểu được cái dòng của mai chiếu thủy. Rồi sau đó là linh sam, là hồng ngọc mai, là sam hương, là sam núi, vân vân nữa. Mình phải hiểu được nó, mình mới nuôi trồng cho nó tốt được. Anh em nhớ câu đó ha. Phải hiểu được cái giống mình đang chơi thì mình sẽ chăm sóc nó và đào tạo nó phát triển một cách tốt nhất. Rồi thì hôm nay là cái clip này là Cường cũng chia sẻ với anh em một số cái sai lầm nhỏ như vậy thôi. Còn những anh em nào mà muốn chi tiết hơn thì anh em có thể là trực tiếp gọi điện với Cường hoặc là đến vườn để mình có thể trao đổi và giao lưu với nhau. Rồi thì những cái điều đó là những cái mà Cường chia sẻ với những anh em mới tập chơi. Còn những anh em thợ, những anh em nghệ nhân nghe cảm thấy hợp lý thì thông cảm cho Cường. Còn mà chưa thấy hợp lý thì anh em có thể góp ý. Rồi thì cuối lời Cường cũng xin cảm ơn anh em thời gian vừa qua đã ủng hộ cho cái kênh của Cường. Và Cường chúc cho anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cường xin chào và cảm ơn anh em.